múc xe đầy đi, xe sao tao phụ cho. Đi mua ly cà phê cái nha. Ờ, thằng này múc đi, tí nữa tao phụ cho. Sáng á thì đi làm trễ, còn chiều á thì chờ 5-10 phút á hết giờ cái nghỉ, anh định cho nó nghỉ luôn á. Lô hàng của ông múc á là ông đặt lợi 1 thì anh lấy lợi 2 thôi. Có tính mức giữa doanh nghiệp thôi. Thì muốn chơi nó một tí thôi. Cho này chia đôi, được thì làm, được thì thôi. Ok anh. Kính mời quý khán giả đón xem chương trình Đừng Để Hối Tiếc, phát sóng định kỳ vào lúc 19:35 tối thứ tư hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1.